Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Mệnh thủy nên chọn mua xe màu gì để rước tài lộc về nhà? Bạn là người mệnh thủy, bạn đang muốn mua ô tô nhưng không biết nên chọn xe màu gì để hợp với mệnh của mình. Hãy để Duy Anh Web giúp bạn tìm ra câu trả lời trong video dưới đây. Heo Hán Việt thủy có nghĩa là nước. Chính vì vậy những người mang mệnh thủy thường có nét đặc trưng của hơi nước, mưa gió. Nghệ thuật và cả cái đẹp, những người mệnh thủy khi có ý định mua xe đều dựa theo phong thủy để lựa chọn được màu xe ưng ý và phù hợp với bản mệnh của bản thân mình. Vậy những người có mệnh này là người như thế nào và mệnh thủy hợp màu xe gì nhất? Người mệnh thủy là người như thế nào? Theo ngũ hành thì mỗi người sinh ra đều có bản mệnh riêng của mình, đồng thời ứng với sự tương sinh và tương khắc với vạn vật. Các yếu tố tạo nên ngũ hành đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mỗi hành sẽ có một màu sắc phù hợp theo quy luật tự nhiên. Hành kim, màu trắng, hành mộc, màu xanh lá cây, hành thủy, màu xanh nước biển, hoặc màu đen. Hành hỏa, màu đỏ, hành thổ, màu nâu, hoặc màu vàng, chiếu theo độ tuổi thì những người mang bản mệnh thủy tương ứng với các năm 1966, 1967, 1974, 1975, 1982, 1983, họ là người có tài ngoại giao, khả năng giao tiếp rất tốt, đồng thời những người mệnh thủy cũng rất nhạy cảm với tâm tư tình cảm của người khác. Chính vì vậy mà họ luôn lắng nghe tâm sự của mọi người, họ có thể dễ dàng thích ứng với môi trường mới. Đánh giá một chuyện gì đó chi tiết và chính xác nhất, mệnh thủy gồm có 6 nạp âm với những tâm tính riêng biệt so với tính cách chung như giản hạ thủy, có nghĩa là nước dưới khe, không rõ nguồn chảy, lúc chậm lúc nhanh, dòng chảy linh hoạt không có cố định. Những người mang nạp âm này rất khó đoán, tuyền trung thủy, là nước dưới giếng, nước dùng cho mọi người. Cứ lấy vơi lại đầy, trường lưu thủy, có nghĩa là nước chảy dài thành sông, trong đó trường có nghĩa là vĩnh cửu, lưu có nghĩa là chuyển động liên tục không ngừng, người mang nạp âm này có tham vọng lớn. Nhưng tâm không xấu, trao việc nhưng không sợ bị phản bội, tuy nhiên, những người này lại không chú trọng tiểu tiết. Dễ sai sót vụn vặt, thiên hà thủy, có nghĩa là nước mưa từ trời rơi xuống, người mang mệnh nạp âm này rất có ích cho mọi người, nhưng mưa thì cũng có mưa to, mưa nhỏ, mưa rào, mưa phất, cũng tùy người mà sẽ mang lại lợi ích cho mọi người khác nhau. Nhưng hầu hết mưa đều mang lại sự sống, làm mọi vật sinh sôi, phát triển tốt tươi, đại khê thủy. Có nghĩa là nước chảy ra từ khe lớn, hay nước lũ tràn về, người mang mệnh này có ước vọng cao nhưng lại thiếu hành động. Đại hải thủy, có nghĩa là nước biển lớn, là những người nếu tốt thì sẽ cực kỳ tốt. Nhưng đã xấu thì không ai xấu bằng, với 6 nạp âm mệnh thủy này sẽ tương ứng với năm sinh và tuổi tác như sau. Giang Hà Thủy, hay còn gọi là Sông Cái, 1936, 1937, 1996, 1997, Tuyền Trung Thủy, nước suối. 1944, 1945, 2004, 2005, Trường Lưu Thủy, Sông Dài, 1952, 1953, 2012, 2013, Thiết. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Thiên Hà Thủy, nước trên trời. 1966, 1967, 2026, 2027, Đại Khuê Thủy, nước trong khe, 1974, 1975, 2034, 2035, Đại Hải Thủy, nước biển. 1982, 1983, 2042, 2043, những người có năm sinh như trên đều thuộc mệnh thủy, họ không chỉ có tính cách tương đồng nhau mà còn có mệnh tương đồng. Nhìn chung, việc lựa chọn màu xe cho những người sinh năm này khá giống nhau, người mệnh thủy hợp màu gì? Màu đầu tiên hợp với mệnh thủy phải kể đến đó là xanh nước biển, mỗi mệnh đều có màu tượng trưng riêng và đó là những màu hòa hợp nhất với từng bản mệnh. Xanh nước biển chính là màu đại diện cho mệnh thủy, theo quy luật âm dương ngũ hành, người mệnh thủy có tính cách mạnh mẽ, quyết liệt và màu đen chính là màu tượng trưng cho tính cách này, vì vậy chúng ta dễ dàng nhận thấy màu đen là màu hợp nhất với người mệnh thủy bên cạnh màu xanh nước biển. Bên cạnh đó, màu trắng đại diện cho mệnh kim cũng được xem là một màu khá hòa hợp với mệnh thủy bởi kim sinh thủy. Sẽ mang lại sức sống và nền tảng vững chắc cho người mệnh thủy. Người mệnh thủy kỵ màu gì? Trong ngũ hành, mối quan hệ giữa thủy và hỏa là sự tương khắc, bởi vậy những người mệnh thủy sẽ không hợp với màu đỏ. Cam, tím tượng trưng cho hỏa, tương tự thổ cũng tương khắc với thủy, nên người mệnh thủy cần tránh ba màu đại diện cho yếu tố thổ là màu vàng, nâu đất và nâu nhạt, bởi nó sẽ tiết chế sự may mắn, giàu sang của người mệnh thủy, mặc dù thủy sinh mộc.
hỗ trợ và thúc đẩy mộc sinh trưởng phát triển, nhưng đây lại là lý do khiến cho thủy mất đi rất nhiều năng lượng. Do đó, người mệnh thủy không nên chọn màu xanh lá cây đại diện của mệnh mộc nếu như không muốn bị tiêu hao năng lượng và tăng khả năng gặp rủi ro trong cuộc sống. Mệnh thủy nên mua xe màu gì? Về cơ bản, màu xanh nước biển được xem là màu bản mệnh của mệnh thủy, nên một chiếc xe màu xanh nước biển chắc chắn sẽ mang lại may mắn, thuận lợi và đặc biệt là sự an toàn khi di chuyển cho chủ xe và người thân. Xét về yếu tố tương sinh, người mệnh thủy sẽ hợp màu xe trắng, xám, bạc, ghi đây đều là những màu xe mang lại cát lợi cho người mệnh thủy. Ngoài ra, người mệnh thủy còn phù hợp với một màu xe vô cùng phổ biến, đó là xe màu đen. Về cơ bản, cùng với màu xanh nước biển, màu đen là màu hợp nhất với người mệnh thủy. Một chiếc xe đen sang trọng và mạnh mẽ sẽ mang đến cho chủ sở hữu một trải nghiệm tươi mới và an toàn. Bản thân chiếc xe cũng ít hỏng hóc, sự cố hơn. Vậy người mệnh thủy cần tránh xe màu gì? Đó chính là vàng và nâu đất. Đây là hai màu cực kỳ kỵ với mệnh thủy bởi chúng tương ứng với hành thổ, thổ thì khắc thủy. Người mệnh thủy cũng cần thận trọng khi mua và sử dụng các vật dụng, sản phẩm và phụ kiện xe có màu đỏ, cam, hồng. Nếu chẳng may mua phải chiếc xe ô tô không hợp màu với bản mệnh thủy của mình thì bạn cũng có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy để trang trí. Dựa theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc thì mọi người mang mệnh này nên chọn các đồ vật có màu xanh nước biển, bạc, đen, trắng, đồng thời hạn chế và không nên chọn màu vàng hay nâu đất để trang trí. Chủ nhân nên trang trí những đồ vật hợp phong thủy như tỳ hưu, cốc thần tài, đá thạch anh có màu xanh hoặc trắng. Đối với những người tin vào phong thủy, việc lựa chọn màu sắc của xe phù hợp với bản mệnh sẽ đem lại cảm giác an toàn và tự tin hơn khi sử dụng và di chuyển trên xe. Hy vọng thông qua video này, người mệnh thủy có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe hợp phong thủy và bản mệnh nhất. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.